phần mềm nguồn mở, cầu nối cho chuyển động số, Microsoft Copilot, cách mạng hóa năng suất làm việc, hàng nghìn người sập bẫy thủ đoạn đánh cắp điện thoại mới. Đó là những nội dung chính sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Rất hân hạnh được gặp lại quý vị trong 15 phút của chương trình. Thưa quý vị, việc phát triển và ứng dụng phần mềm nguồn mở là một trong những giải pháp đơn giản nhưng rất hiệu quả để ngành công nghệ thông tin tiếp cận và làm chủ những công nghệ mới. Việc sử dụng phần mềm nguồn mở giúp cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tự chủ trong bảo đảm an toàn thông tin, giảm được chi phí mua sắm phần mềm. Với đa dạng lợi ích, phần mềm nguồn mở đang được nhiều tổ chức, doanh nghiệp ứng dụng hiệu quả trong hoạt động quản lý, sản xuất kinh doanh. Đây là nội dung chính sẽ có trong chương trình tuần này. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Phần mềm mã nguồn mở Open Source Software là những phần mềm có mã nguồn được công khai, cho phép bất cứ ai cũng có thể chỉnh sửa, thay đổi hay sử dụng mã nguồn này để phát triển ra các phần mềm khác. Không chỉ miễn phí về giá mua mà còn miễn phí về bản quyền. Người dùng được tùy ý sao chép và công khai nghiên cứu, làm việc mà không cần phải xin phép ai. Điều mà không được phép đối với phần mềm mã nguồn đóng. Tiện ích mà phần mềm mã nguồn mở mang lại chính là quyền tự do sử dụng chương trình trong mọi mục đích, quyền tự do để nghiên cứu cấu trúc của chương trình, chỉnh sửa phù hợp với nhu cầu, truy cập vào mã nguồn, quyền tự do phân phối lại các phiên bản cho nhiều người, quyền tự do cải tiến chương trình và phát hành những bản cải tiến vì mục đích cộng đồng. Mã nguồn mở là một mã nguồn mà được công bố và sử dụng cái giấy phép nguồn mở. Cái giấy phép này thì cho phép là bất kỳ ai đều có thể thay đổi, có thể nghiên cứu hoặc là cải tiến cái mã nguồn này, cái phần mềm này, và thậm chí là phân phối cái mã nguồn, cái phần mềm mã nguồn mở này dưới dạng là chưa thay đổi hoặc là đã thay đổi. Để có thể ứng dụng được cái mã nguồn mở này thì thường là chúng ta có 3 cách. Cách thứ nhất là trở thành một đơn vị phát hành mã nguồn mở, phát hành phần mềm mã nguồn mở. Cách thứ hai để ứng dụng mã nguồn mở đó là có một số các tổ chức, có thể là các tổ chức, các doanh nghiệp là sử dụng cái mã nguồn mở, cái phần mềm mã nguồn mở đấy và tạo ra những cái dịch vụ nâng cao và cung cấp cái dịch vụ đó cho khách hàng cuối của họ. Cách thứ ba thì đơn giản nhất đó là chúng ta đơn thuần là một người sử dụng phần mềm mã nguồn mở thông thường thôi, và chúng ta sẽ cố gắng thừa hưởng những cái ưu việt của cái phần mềm mã nguồn mở này. Tại Việt Nam, phần mềm mã nguồn mở ngày càng có nhiều ứng dụng trong các lĩnh vực của đời sống xã hội. Trong lĩnh vực y tế, việc đưa phần mềm mã nguồn mở vào ứng dụng tại các bệnh viện sẽ giúp các cơ sở y tế dễ dàng chuẩn hóa, trao đổi dữ liệu liên tuyến, liên viện, góp phần đẩy nhanh chuyển đổi số y tế. Vừa qua, Hội Tin học Y tế Việt Nam phối hợp với Tập đoàn Công nghệ Vietsense tổ chức hội thảo chuyên đề ứng dụng phần mềm nguồn mở trong chuyển đổi số y tế và lễ ký bàn giao phần mềm quản lý bệnh viện HIS nguồn mở cho cộng đồng công nghệ thông tin Việt Nam. Xã hội các nước cũng tốn rất nhiều tiền của để xây dựng phần mềm, và chúng ta hiện nay đang mong muốn làm thế nào để giảm được chi phí xây dựng phần mềm và nhiều người dùng chung được một phần mềm, và khi triển khai phần mềm thì nó dễ dàng và vượt qua được các cái rào cản về kỹ thuật và đặc biệt là cái rào cản về bản quyền về sở hữu trí tuệ. Để giải quyết vấn đề nêu trên thì giới công nghệ thông tin cũng rất là thông minh và đã quy định về phần mềm nguồn mở. Việc đưa phần mềm nguồn mở vào ứng dụng tại các bệnh viện là bước hỗ trợ của Hội Tin học Y tế Việt Nam giúp các bệnh viện lựa chọn được phần mềm thích hợp để thực hiện chuyển đổi số trong khám chữa bệnh, nhanh chóng đưa bệnh án điện tử vào hoạt động. Phần mềm HIS thì là một phần mềm đã rất là phổ biến trong ngành y tế. Thì hiện nay hầu hết tất cả các bệnh viện trên toàn quốc đều đã và đang sử dụng phần mềm HIS. Thì phần mềm HIS thì phục vụ cho bệnh viện từ những khâu như là tiếp đón bệnh nhân, khám chữa bệnh, điều trị nội trú hay là thanh toán viện phí, kể cả những cái về quy định của cơ quan quản lý nhà nước như là đấu nối, kết nối liên thông bảo hiểm y tế chẳng hạn. Đấy, thì thực sự là phần mềm HIS thì là không thể thiếu trong bệnh viện rồi. Phần mềm nguồn mở rất hữu ích và có nhiều lợi thế cho ngành y tế trong việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy cộng đồng công nghệ thông tin y tế phát triển, giúp các bệnh viện không mất chi phí thuê mua phần mềm, góp phần đẩy nhanh chuyển đổi số y tế. Việc ứng dụng này sẽ giúp các cơ sở y tế dễ dàng chuẩn hóa, trao đổi dữ liệu liên tuyến liên viện. Các bệnh viện đã triển khai thành công có thể hỗ trợ các bệnh viện khác nếu cần. Về cái lợi ích khi mà các cái phần mềm HIS nó được mã nguồn mở hóa lên ấy, thì là nó có mấy cái lợi ích cơ bản, thì theo góc nhìn của tôi là thứ nhất
là các bệnh viện khi đấy sẽ không phải tốn cái chi phí đầu tư phần mềm nữa. Cái thứ hai là rất là quan trọng, đấy là công nghệ thông tin của các bệnh viện là có thể tự làm chủ được công nghệ, tự làm chủ và không bị phụ thuộc vào các nhà cung cấp như hiện nay. Cái thứ ba là khi đấy mình sẽ tạo dựng được các cái cộng đồng công nghệ thông tin, gắn kết cùng hợp tác với nhau để cùng phát triển, đẩy các cái nền tảng của mình, tăng tốc cái quá trình chuyển đổi số ngành y tế lên. Và thứ tư nữa là tất nhiên qua quá trình đấy thì mình có thể giao lưu, mình có thể học hỏi và nâng cao về trình độ chuyên môn. Trong giáo dục, phần mềm nguồn mở cũng đã có nhiều những ứng dụng. Tại trường tiểu học Lê Hồng Phong, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, trước đây nhà trường hầu như không có người quản trị nào được đào tạo chuyên ngành mà thường sử dụng chính người của ban giám hiệu hoặc nhân viên văn thư. Còn bây giờ, công việc quản trị website đơn giản và được làm tập trung nên giúp nâng cao hiệu quả hoạt động của website các trường lên gấp nhiều lần. Trước kia thì là chúng ta dùng qua điện thoại, nhắn tin và gọi điện ý, thì những cái việc mà đưa các cái hoạt động của nhà trường ấy thì nó sẽ khó khăn hơn. Nếu như chúng ta có trang web này thì là sẽ là thuận tiện hơn với phụ huynh, vừa thứ nhất là vừa đọc được thông tin, nắm bắt được các cái hoạt động của con, cũng xem được các cái video mà nhà trường đẩy lên. Đấy, để thì ngoài những, và cũng khích lệ kịp thời các con hơn. Nó không chỉ có mỗi kênh chữ mà nó có cả kênh hình, kênh video, thì các phụ huynh cũng biết rằng là trên trường các con đã được học gì và được trải nghiệm những cái gì. Đấy, thì qua đó thì là nhà trường và phụ huynh ý cũng sẽ đồng hành cùng các con, sẽ tốt hơn trong cái việc hành trang các con bước vào đời. Được biết, đây là phần mềm nguồn mở do chính các kỹ sư Việt Nam tại Công ty Cổ phần Phát triển Nguồn mở Việt Nam Vinades nghiên cứu và phát triển. Đây là giải pháp dành riêng cho các cổng thông tin dành cho phòng giáo dục, sở giáo dục, cho phép tích hợp hàng trăm cho tới hàng ngàn website các trường trên cùng một hệ thống, giúp tiết kiệm chi phí đầu tư, chi phí triển khai và bảo trì hệ thống, bởi toàn bộ hệ thống được vận hành bằng một phần mềm duy nhất. Nucleus CMS là một hệ quản trị nội dung mã nguồn mở đang được hàng chục nghìn website trên cả nước sử dụng xuyên suốt nhiều năm qua. Núc Việt cũng là một cái mã nguồn mở mà được nằm trong cái danh mục các sản phẩm phần mềm mã nguồn mở mà được Bộ Giáo dục và Đào tạo khuyến khích sử dụng theo cái thông tư số 08 được ban hành năm 2010. Và năm 2014 thì Núc Việt cũng đã vượt qua được nhiều lần kiểm định về tính mở, về các tính năng, rồi tính năng về an toàn bảo mật thông tin, đảm bảo đủ về chất lượng, có cái tính năng nâng cao, và để chính thức trở thành một trong những phần mềm mã nguồn mở được Bộ Thông tin và Truyền thông quy định là cũng ưu tiên sử dụng trong khối cơ quan nhà nước và các tổ chức chính phủ. NOS Việt cho phép xây dựng một website động, đa chức năng, hiện đại một cách nhanh chóng mà người vận hành nó thậm chí không cần phải biết một tí gì về lập trình, bởi tất cả các tác vụ quản lý phức tạp đều được tự động hóa ở mức cao. NOS Việt đặc biệt dễ dàng sử dụng vì hoàn toàn bằng tiếng Việt và được thiết kế phù hợp nhất với thói quen sử dụng mạng của người Việt Nam, từ đó giải quyết các bài toán về quản lý cũng như triển khai các hệ thống tra cứu điểm, tra cứu văn bằng, sổ liên lạc điện tử hay cao hơn là học bạ điện tử. Cái việc CMS của công ty Vinades đã giúp nhà trường đăng tin nhanh chóng tới các phụ huynh. Giao diện quản trị thì đơn giản bởi vì là nó là toàn tiếng Việt, giúp chúng tôi có thể dễ dàng quản lý cũng như là đăng tin. Ngoài ra thì giáo viên còn có thể là thiết kế bài giảng e-learning cho phép học sinh học trực tuyến, và cái bài giảng này còn liên kết với cả trang web của Phòng Giáo dục quận Hà Đông. Chúng tôi thì tích cực đăng tin, cập nhật thông tin liên quan đến các cái phần như là vinh danh học sinh qua các cuộc thi, cũng như là thông báo sự kiện và các ngày nghỉ lễ, cho đến các việc tuyên truyền phổ biến các luật cũng như các văn bản, kế hoạch và hướng dẫn mới. So với các giải pháp cổng thông tin dùng chung khác từng được sử dụng trong giáo dục, NOS Việt được chuyên biệt hóa, vượt trội về tính năng và công nghệ, tiết kiệm về chi phí và đặc biệt là được xây dựng trên nền tảng phần mềm nguồn mở NOS Việt, do đó hệ thống luôn được bổ sung và nâng cấp. Được biết, giải pháp trên chỉ là một trong số rất nhiều những phần mềm nguồn mở mà công ty đang nghiên cứu, phát triển và đưa ra thị trường. Hệ quản trị nội dung NOS Việt CMS ấy, có thể được áp dụng vào rất nhiều lĩnh vực. Chúng ta có thể dùng NOS Việt để làm các cổng thông tin điện tử, làm các website bán hàng thương mại điện tử, hoặc là làm các website giới thiệu của doanh nghiệp, website của trường học, các đơn vị giáo dục, hoặc là website của các cơ quan nhà nước, tổ chức chính phủ. Ngoài ra thì cũng có nhiều doanh nghiệp đã ứng dụng NOS Việt để làm các phần mềm, ví dụ như là phần mềm quản lý bán hàng, phần mềm quản trị nhân sự,
phần mềm thi trắc nghiệm trực tuyến hoặc là tòa soạn điện tử. Có thể thấy xu hướng mở ngày nay không đơn thuần là phần mềm nguồn mở mà còn là dữ liệu mở, định dạng mở, chuẩn mở, kiến trúc mở và văn hóa mở. Không chỉ riêng Việt Nam mà với nhiều quốc gia còn thiếu nguồn lực thì công nghệ nguồn mở giống như một phép màu cho bài toán làm chủ công nghệ. Nguồn mở cho phép đổi mới sáng tạo dần dần từng chút một, dựa vào việc chia sẻ tri thức và các kỹ năng. Việt Nam hoàn toàn có thể làm chủ và sản xuất được những sản phẩm công nghệ tiên tiến trong tương lai nếu tận dụng được các công nghệ nguồn mở. Vì vậy, việc phát triển nguồn mở tại Việt Nam là vô cùng cần thiết nhằm hiện thực hóa khát vọng trở thành một quốc gia số. Microsoft vừa công bố loạt tính năng trí tuệ nhân tạo có tên Copilot, hứa hẹn thay đổi cách hàng triệu người sử dụng Word, Excel và PowerPoint. Copilot được phát triển dựa trên mô hình ngôn ngữ lớn với công nghệ tương tự ChatGPT. Microsoft khẳng định loạt công cụ mới sẽ thay đổi cách hàng triệu người làm việc mỗi ngày. Theo đó, Copilot trong Microsoft Word sẽ viết, chỉnh sửa và tóm tắt nội dung văn bản dựa trên mô tả ngắn. Người dùng có thể đính kèm tài liệu để ứng dụng tổng hợp và đưa vào nội dung. Trong Microsoft Teams, Copilot sẽ tự động ghi chú và tóm tắt nội dung cuộc họp. Với Outlook, tính năng này có khả năng tóm tắt nội dung email để gợi ý người dùng trả lời. Hãy thử làm một ví dụ. Con gái tôi vừa mới tốt nghiệp trung học. Vì vậy đây thực sự là điều tôi quan tâm hàng đầu. Giả sử tôi muốn tổ chức cho con một bữa tiệc tốt nghiệp tuyệt vời. Để bắt đầu, tôi cần gửi lời mời đến gia đình và bạn bè. Hãy để Copilot làm việc. Với một vài lời nhắc đơn giản, Copilot hiểu mọi thứ nó cần biết để tạo ra một bản nháp đầu tiên tuyệt vời của lời mời. Nếu người dùng yêu cầu vẽ biểu đồ hoặc phân tích dữ liệu trong Microsoft Excel, Copilot sẽ phản hồi nhanh chóng. Tính năng này thậm chí có thể chuyển file Word thành slide trình chiếu PowerPoint chỉ trong vài giây. Microsoft cũng giới thiệu ý tưởng Business Chat. Đây là trợ lý với khả năng tổng hợp, phân tích nội dung email, tài liệu, lịch làm việc, bản thuyết trình hoặc các đoạn chat trong Teams. Với thông tin tổng hợp, người dùng có thể yêu cầu Business Chat thực hiện một số công việc như báo cáo tiến độ dự án để viết email cho đồng nghiệp. Tính năng này sẽ hoạt động xuyên suốt trong các ứng dụng Microsoft 365. Microsoft cho biết đang thử nghiệm Copilot với một nhóm nhỏ khách hàng doanh nghiệp trước khi mở rộng quy mô và phát hành chính thức trong vài tháng tới. Thưa quý vị, không quá khi nói rằng điện thoại thông minh đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mỗi chúng ta. Với các tính năng bảo mật hiện đại, ví dụ như iPhone, người dùng có thể truy cập vào Apple ID, khóa máy từ xa và dù mất máy nhưng cũng không lo bị đánh cắp dữ liệu. Tuy nhiên, thảm họa sẽ thực sự đến nếu những kẻ đánh cắp điện thoại bằng thủ đoạn nào đó biết được mật khẩu, từ đó mở khóa iPhone và chiếm quyền sử dụng thiết bị của bạn. Hàng nghìn câu chuyện như thế đã và đang xảy ra tại Mỹ. Các nhà điều tra cho biết, gần đây xuất hiện các băng nhóm chuyên đánh cắp điện thoại thông minh và rút hàng ngàn đô la Mỹ của người dùng thông qua các ứng dụng thanh toán. Tại thành phố Minneapolis, 12 người bị bắt trong đường dây trộm điện thoại và rút tiền từ tài khoản người dùng với giá trị lên tới 277.000 đô la Mỹ. Chiêu trò của nhóm là đến quán bar, các buổi tiệc đông người và làm quen với nạn nhân, sau đó âm thầm quan sát mục tiêu mở khóa bằng mật mã. Tôi đang chơi ở một quán bar ở New York thì phát hiện điện thoại của mình bị mất. Tôi nhanh chóng mượn chiếc iPhone khác của bạn, bật tính năng tìm điện thoại của mình lên. Chỉ trong 3 phút, tôi phát hiện mật khẩu tài khoản Apple ID của mình đã bị thay đổi. Không thể mở được tính năng tìm điện thoại. 24 giờ sau, tài khoản ngân hàng của tôi bị rút hàng ngàn đô la Mỹ. Sở Cảnh sát Minneapolis cho biết, thủ đoạn phạm tội này đã xuất hiện ở hàng chục thành phố ở Mỹ như Austin, Denver, Boston và bên ngoài nước Mỹ, như tại London, Anh. Cảnh sát Minneapolis khuyên người dùng nên bật thêm các tính năng bảo mật như nhận diện gương mặt hoặc mở khóa vân tay. Còn đối với rất nhiều người dùng chỉ có một lớp bảo mật là dãy 4 hoặc 6 chữ số cơ bản thì rủi ro với họ là vô cùng lớn. Những kẻ tội phạm có khả năng đã theo dõi nạn nhân một thời gian. Chúng hoạt động theo nhóm, nhìn trộm hoặc thậm chí quay lại qua vai. Thời điểm nạn nhân nhập mật khẩu mở điện thoại và từ đó nắm được dãy số này. Trước vấn đề này, đại diện phát ngôn của Apple đã đưa ra thông tin. Chúng tôi thông cảm với những người dùng bị hại và luôn xem xét cẩn trọng mọi cuộc tấn công nhằm vào người dùng. Các vụ trộm thiết bị, đánh cắp tiền và dữ liệu được thực hiện sau khi trải qua nhiều bước tiếp cận. Trong đó chỉ đánh cắp thiết bị người dùng thôi là chưa đủ. Chúng tôi sẽ tiếp tục nâng cao các biện pháp bảo vệ để giúp đảm bảo an toàn tài khoản cho người dùng.
Tuy nhiên, phản ứng trên các diễn đàn mạng xã hội có thể thấy, phản hồi của Apple chưa thể xoa dịu các khách hàng là nạn nhân của chiêu trò tội phạm mới này. Hãng công nghệ không đưa ra biện pháp cụ thể hỗ trợ cho người bị hại. Các chuyên gia bảo mật nhấn mạnh, người dùng nên bật tính năng bảo mật bằng nhận diện gương mặt Face ID và cảm biến vân tay Touch ID để không cần nhập mật khẩu, mở khóa màn hình ở nơi công cộng. Những ý kiến khác cũng cho rằng Apple nên bổ sung biện pháp bảo vệ cho thiết bị bằng cách cho phép người dùng một số tùy chọn khôi phục Apple ID, chứ không thể chỉ sử dụng một ổ khóa đơn giản là một dòng 4 đến 6 ký tự để bảo vệ cho tài sản quan trọng là thông tin cá nhân và thông tin tài chính của người dùng. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.